Quý khán giả đang đến với chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2021, Tây Ninh có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với tinh thần đoàn kết kỷ cương và quyết tâm phát triển, các cấp ủy Đảng chính quyền, các ngành, các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nổi bật là đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội và đạt những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong chương trình xây dựng đảng của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Tây Ninh thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. 6 tháng đầu năm 2021, Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, cùng những quyết sách sáng tạo, kịp thời, quyết đoán trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chúng ta tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo về việc kép đó là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo duy trì sản xuất ổn định đời sống của nhân dân báo cáo đó là chỉ là chúng ta triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ trong cái bối cảnh rất đặc biệt là có dịch covid mười chính cho nên cái mục kép là cái chúng ta đang đang triển khai thực hiện vẫn đã thực hiện tốt việc kiểm soát à, biên giới giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia đặc biệt là ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và không để lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào nội địa về kết quả, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều có sự tăng trưởng tích cực, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tỉnh đã tập trung xây dựng triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án phục vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, thành lập ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026 đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động làm việc nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các tập đoàn kinh tế đến khảo sát đầu tư. Ra soát các nội dung chương trình hợp tác đã ký kết để tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhằm tạo động lực phát triển kinh tế ngay từ những tháng đầu năm 2021. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá tốt. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP giá so sánh 2010 ước thực hiện gần 25.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Các chỉ số của nền kinh tế đều tăng, nhất là hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, thu ngân sách đạt 55,2% dự toán. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, bất cập trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch đất đai, để mạnh tháo gỡ khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Số doanh nghiệp thành lập mới gấp 2 lần số doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký tăng mạnh. Kinh tế tập thể phát triển ổn định và không có hợp tác xã giải thể tiếp tục đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghiệp đô thị du lịch ra soát điều chỉnh các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển tích cực phối hợp với thành phố hồ chí minh bộ giao thông vận tải thực hiện thủ tục triển khai dự án cao tốc thành phố hồ chí minh một bài đường hồ chí minh đoạn qua tây ninh đường n 8 787 b 789 hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ đối với chủ trương phát triển khu kinh tế một bài Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường được tăng cường. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện từ đầu năm. 94 trên 94 xã phường thị trấn đã có bản đồ địa chính chính quy. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tiếp tục kiểm tra hướng dẫn xây dựng 10 xã trong kế hoạch năm 2021. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, quan tâm thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh trong trường học, nhất là kỳ thi tuyển sinh các cấp năm học 2020-2021. Lĩnh vực y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Công tác an sinh xã hội và các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật là tỉnh có hộ nghèo thấp thứ ba cả nước, không còn hộ nghèo theo chuẩn trung ương. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, tai nạn lao động được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn khuyến cáo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép nhất là trên tuyến biên giới, quan tâm hỗ trợ chia sẻ khó khăn trong phòng chống dịch bệnh các tỉnh kết nghĩa với Tây Ninh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, bảo đảm tốt theo kế hoạch. Các cấp ủy Đảng, các lực lượng công an, quân sự biên phòng tăng cường phối hợp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy từ tỉnh đến cấp xã, không để bị động bất ngờ. Giao nhận quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu ở ba cấp trong 6 tháng đã kéo giảm trên 30% tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Định kỳ hàng tháng quý, Thường trực tỉnh ủy nghe Công an quân sự biên phòng báo cáo công tác phối hợp giữa ba lực lượng và các cơ quan tư pháp, Cục thi hành án dân sự, báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn vướng mắt để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ chủ động trong hoạt động đối ngoại, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức lễ công bố hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam, mênh Chay, nhằm kết nối giao thương giữa hai tỉnh Tây Ninh và Raven, Campuchia. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh, tập trung triển khai quán triệt, học tập tuyên truyền các nghị quyết chỉ thị, kết luận của đảng, tiếp tục thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên thực hiện đúng nguyên tắc bảo đảm quy trình trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, không để sai sót, bảo đảm dân chủ, minh bạch. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, gắn với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Từ năm 2015 đến nay, tinh giản 107 biên chế, đạt 162,12% kế hoạch. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên nâng cao bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt nhiệm vụ, ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ cán bộ nhân viên y tế làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, kịp thời xem xét giải quyết thấu đáo công tác chính sách cán bộ. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng tập trung triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong đảng và giải quyết tố cáo khiếu nại theo quy định của điều lệ đảng, hướng dẫn của Trung ương, chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Dân vận, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của người dân để kiến nghị giải quyết, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, Đồng thời, phát huy tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng chính quyền, tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tập hợp công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, làm tốt công tác tôn giáo dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tháng còn lại của năm 2021, dự báo tình hình điều kiện sẽ còn khó khăn hơn, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng ban chấp hành đảng bộ tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Trong đó, ban chấp hành đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy phát triển hành động quyết liệt hiệu quả phát huy những kết quả đạt được kịp thời quyết đoán trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã đề ra gắn với triển khai quán triệt tuyên truyền tổ chức thực hiện và sơ kết tổng kết kịp thời các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương của tỉnh ủy <laughs> mà chúng ta phải quyết tâm thực hiện đạt các cái chỉ tiêu mà người quyết đã đặt ra. Đó là chúng ta không có bàn về cái chuyện là thay đổi cái chỉ tiêu nghị quyết. Do đó đòi hỏi là cái quyết tâm của chúng ta, cái biện pháp của chúng ta nó phải, phải 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 sát hơn và phải hiệu quả hơn. Tinh thần chung đó là chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo và có quyết tâm cao nhất để thực hiện cho được cái mục tiêu kép. Và chúng ta phải bảo vệ được sức khỏe của người dân trước dịch bệnh và đồng thời đảm bảo được phát triển kinh tế xã hội và đảm Bên cạnh đó, ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy chính quyền chủ động xây dựng các kịch bản điều hành phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có tác động cụ thể hơn đối với tỉnh, đồng thời phải nắm và đề xuất các biện pháp chính sách để hỗ trợ phù hợp với các đối tượng bị ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của từng địa phương thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục xây dựng đảng của đài phát thanh truyền hình tây ninh cũng đã hết cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt